đại lý sữa này vừa nhận được thông báo của nhà cung cấp về một đợt tăng giá sữa mới. Theo đó, dự kiến từ ngày 1 tháng 3 tới, một số loại sữa bột sẽ tăng giá thêm từ 3 tới 5%. Bảng giá mới vừa được treo chưa được bao lâu nhưng lại sắp phải điều chỉnh thêm một lần nữa. Mỗi lần tăng giá thì là đều có chúng tôi là rất là khó khăn với cái chuyện bán hàng. Thì khách mua sẽ giảm và khách thì phàn nàn vô cùng luôn. Sau một năm phải ứng phó với hàng loạt đợt tăng giá sữa liên tiếp, người tiêu dùng không còn bất ngờ khi đón nhận tin này. Thay vào đó chỉ là sự ngán ngẩm, đặc biệt với những ông bố bà mẹ có đồng lương eo hẹp. Nhưng mà tôi thấy quá khủng khiếp, tăng quá nhiều. Bởi vì thực chất là ở bên nước ngoài thì giá sữa nó cũng không quá đắt. Ví như tôi được biết là ở bên Anh ấy, thì cái sữa Aptamil khá nổi tiếng của Anh, bên đấy nó chỉ bán khoảng một hộp 900 gram chỉ khoảng 10 bạc. Tính theo tiền Việt Nam là 350.000 và cộng với cả tiền ship nữa thì về đây nó khoảng 700. Đấy là sách tay. Còn nếu mà Việt Nam mình nhập khẩu tôi nghĩ sẽ rẻ hơn. Ví dụ như cái hộp sữa này chẳng hạn hơn 300-340.000 thì đương nhiên nó cũng khá là cao so với cái thu nhập bình quân của mình. Ví dụ lương của mình bây giờ chỉ có hơn 3 triệu thôi mà bé nhà mình mà uống hoàn toàn cái sữa này thì anh hình dung là sẽ một tháng rất là tốn. Cái lúc đầu cháu cô nó uống ấy thì là sữa này nó chỉ tầm cỡ hơn 510.000, đến bây giờ nó tăng tầm cỡ 120.000 một hộp rồi. Tết bản chất cái sữa này đã mắc từ đầu rồi nhưng mà sau Tết nó đã tăng giá thêm nữa, mặc dù biết là sữa đắt nhưng mà vì con, vì tâm lý làm cha mẹ cũng không có muốn con mình thay đổi sữa vì cái giá cả thì cũng phải chấp nhận. Mặc dù bị đưa vào diện bình ổn giá từ cách đây 3 tháng, song trên thực tế, các hãng sữa chỉ cần kê khai giá là được phép tăng một cách hợp lệ mà không ai có thể can thiệp. Tận dụng quy định lỏng lẻo này, các hãng sữa liên tục đẩy giá lên cao để thu lời. Chúng ta mới quy định là các cái nhà kinh doanh giá sữa là đăng ký giá sữa và bán theo cái giá đăng ký. Chứ không có vấn đề mà là giải trình, kiểm toán hoặc là tạo ra những cái trần giá sữa hoặc đưa ra những cái mức lợi nhuận bình quân hay là những cái sự cạnh tranh mang tính chất gọi là đối trọng để nó tạo ra một cái sự giá sữa kéo xuống. Khiến cho là giá sữa có thể nói là vẫn do các nhà kinh doanh quyết định, họ chỉ việc đăng ký và họ bán theo giá đó. Còn theo lý giải của các hãng sữa, việc họ phải điều chỉnh giá là chuyện bất khả kháng do giá nhập khẩu đầu vào liên tục tăng. Đây là cách giải thích hợp lý nếu không xét đến một thực tế lạ lùng. Đó là giá sữa ở Việt Nam đã tăng liên tục 30 lần trong vòng 3 năm mà không hề giảm lấy một lần. Trong khi đó, giá sữa nguyên liệu thế giới dù biến động đến đâu cũng vẫn phải tuân theo quy luật thị trường, có tăng, có giảm vào từng thời điểm trong năm. Theo các chuyên gia kinh tế, đây là dấu hiệu cho thấy các hãng sữa có thể đã liên kết với nhau để làm giá, thậm chí chuyển giá. Cụ thể là các công ty sữa thường là đại lý ở trong nước báo giá để bán phụ thuộc vào cái giá đầu vào. Giá đầu vào do công ty liên kết ở bên ngoài họ quy định. Và nếu thực sự có mục tiêu chuyển giá thì công ty nước ngoài họ sẽ báo giá nhập cao. Và như vậy nó tạo cơ sở hợp lệ cho các doanh nghiệp nước báo giá theo cái giá nhập và từ đó đổ cái lỗi tăng giá do bên ngoài. Chúng ta thiếu đi cái cơ sở pháp lý, thiếu đi cơ sở giá so sánh, thiếu đi cái cơ chế và kể cả trách nhiệm cần thiết để mà tạo ra những cái áp lực buộc các cái công ty sữa phải có những cái điều chỉnh giá nó phù hợp hơn so với các cái mặt bằng giá chung sữa của khu vực cũng như của thế giới. Bản thân Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cũng chuyển hồ sơ của một số doanh nghiệp sữa nghi ngờ chuyển giá sang Tổng cục Hải quan để kiểm tra xác minh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa phát hiện ra bằng chứng nào xác đáng để xử lý được các doanh nghiệp này. Không những thế, cơ quan quản lý cũng đang rất khó khăn trong việc giám sát, xử lý tình trạng doanh nghiệp sữa mạnh tay vung tiền chi cho quảng cáo, cho bôi trơn và chiết khấu hoa hồng vượt quá mức quy định. Tất cả các chi phí công khai và chi phí ngầm này đương nhiên là người tiêu dùng sẽ gánh hộ. Mức chi phí quảng cáo trong cái việc yếu tố hình thành nên cái giá sữa ngoại là cái chi phí quảng cáo rất là cao, nó chiếm đến 25-30% của giá thành. Chúng tôi cũng đã chỉ ra cái đó rồi. Thì thực hiện theo cái nghị định xử phạt vi phạm chính theo cái nghị định 84 ấy, thì lúc đó một doanh nghiệp mà tăng giá theo cái mức mà nếu chi phí đầu vào không hợp lý thì sẽ xử lý. Dù sữa liên tục tăng giá, dòng lượng khách đến các cửa hàng sữa vẫn không hề giảm. Có lẽ những ông bố bà mẹ này đều có chung suy nghĩ rằng dù có phải chất bóp, dành dụm
họ cũng không nỡ để những đứa trẻ của mình khát sữa, chỉ vì sự tham lam trong kinh doanh và yếu kém trong quản lý của một số người lớn.